Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Ban Việt ngữ Đài AGI FM. Tiếng nói từ Đài Loan, đối thoại cùng thế giới. Hello, Phương Thảo xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đang đến với chuyên mục Hôm nay mình đi đâu thế? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm một nơi vô cùng thú vị. Và đó là nơi nào thì Thu Trang sẽ bật mí sau phần điểm tin nha. Mở đầu phần tin tức là bản tin về. Đài Loan trung bình cứ mỗi 22 phút là có một người chết do bệnh tim mạch. Bác sĩ khuyến khích áp dụng 8 phương pháp này để giảm nguy cơ gây bệnh. Bệnh tim mạch liên tiếp nhiều năm là nguyên nhân gây tử vong thứ hai trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của người dân Đài Loan. Trung bình cứ mỗi 22 phút là có một người chết. Ngày 29 tháng 9 là ngày tim mạch quốc tế. Bác sĩ kêu gọi mọi người cần phải nắm vững tám quy tắc để giúp tim mạch khỏe mạnh hơn, bao gồm ăn uống dinh dưỡng, siêng năng vận động, tích cực cai thuốc lá, ngủ đủ giấc, quản lý cân nặng, khống chế cholesterol trong máu, đường huyết và huyết áp để tránh các nguy cơ gây bệnh. Bác sĩ Hiệp Hồng Nhất, khoa nội tim mạch thuộc Bệnh viện McKay kêu gọi người dân nên ăn ít muối, ít dầu, ít đường, ăn nhiều chất xơ, giảm đồ uống có đường. Mỗi tuần nên tập thể dục khoảng 150 phút với cường độ vừa phải và nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Ngủ quá ít hay quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Chỉ số BMI phải từ 18,5 đến 24. Vòng eo không quá 90cm đối với nam và 80cm đối với nữ. Ngoài ra, cũng nên bỏ thuốc lá hoàn toàn. Bác sĩ cho biết rằng, đối với việc cai thuốc thì phải cai nghiện hoàn toàn, dù là thuốc lá thông thường hay thuốc lá điện tử. Hiện nay, có rất nhiều người trẻ tuổi sử dụng thuốc điện tử có thêm hương liệu. Và những loại thuốc như thế này thực chất có chứa nicotine gây hại cho cơ thể. Hay thậm chí, trong nhà có người hút thuốc thì cũng sẽ gây hại cho những người xung quanh do hút thuốc thụ động. Tiếp theo là thông tin bế mạc Hội nghị Văn hóa Khách gia Toàn cầu 2023 và ký kết tuyên bố với hy vọng thúc đẩy các vấn đề khách gia. Lễ bế mạc Hội nghị Văn hóa Khách gia Toàn cầu 2023 đã diễn ra vào ngày 25 tháng 9 vừa qua và ký kết tuyên bố với 5 điểm Hy vọng người khách gia trên toàn thế giới sẽ cùng nhau đoàn kết để thúc đẩy các vấn đề về khách gia. Chủ tịch Ủy ban Khách gia Dương Trường Trấn cũng khuyến khích hợp tác với những dân tộc khác nhằm thúc đẩy chính phủ các nước trong việc tôn trọng, bảo tồn và phát triển ngôn ngữ và văn hóa khách gia. Vào ngày 24 và 25 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Khách gia đã tổ chức lễ bế mạc Hội nghị Văn hóa Khách gia Toàn cầu 2023 và ký kết tuyên bố, hy vọng thông qua hội nghị kéo dài 2 ngày có thể thúc đẩy các vấn đề về khách gia để khách gia có thể thể hiện ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trên toàn thế giới. Tuyên bố hội nghị đưa ra 5 đề xuất mục tiêu cho nỗ lực chung của người khách gia trên toàn thế giới, bao gồm tăng cường các vấn đề công cộng và sự tham gia của người dân, mở rộng các hoạt động kinh tế để đóng góp cho xã hội, tăng cường giao lưu với các dân tộc khác, hồi sinh ngôn ngữ và văn hóa khách gia, phát triển văn học nghệ thuật, âm nhạc và các kịch truyền thống. Ông Dương Trường Trấn nhấn mạnh, Thời đại khám phá bằng đường biển và thương mại thuộc địa là chìa khóa quan trọng để thúc đẩy khách gia tiến vào thế giới hiện đại. Người khách gia cũng tham gia vào việc xây dựng thế giới hiện đại ở các khu vực, ngành nghề và tầng lớp khác nhau. Ông Dương Trường Trấn cho biết, người khách gia chỉ đóng vai trò lao động cấp thấp trong thời kỳ thương mại thuộc địa, nhưng với việc giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên toàn thế giới, có thể thấy người khách gia đã vượt qua chính mình, tìm lại vị thế và đang thể hiện bản lĩnh ra với thế giới. Và cuối cùng, là bản tin đến từ báo Thanh niên Việt Nam. Nhiều hoạt động văn hóa trong Việt Nam Phở Festival 2023 tại Nhật Bản. Với chủ đề Vị ngon hòa quyện, tận hưởng và khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam, Việt Nam Phở Festival 2023 là hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Lễ hội lần đầu tiên diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 7 và ngày 8 tháng 10 tới. Do báo tuổi trẻ, Tổng công ty du lịch Sài Gòn, Hội hữu nghị Việt Nam, Nhật Bản, thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Lễ hội còn có những hoạt động giới thiệu văn hóa, quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến từ Việt Nam và Nhật Bản, talk show tình yêu phở Việt với sự tham gia của các nghệ nhân, chuyên gia, người nổi tiếng đến từ Việt Nam và Nhật Bản, cuộc thi Người nhận Sáng Tạo Phở Việt, triển lãm chứa video cung cấp thông tin lịch sử của phở. Ờ, Thảo ơi, hôm nay mình đi đâu thế? Mình cùng nhau đi khắp thế gian. Thu Trang và Phương Thảo sẽ đưa các bạn đi khám phá ẩm thực và cảnh đẹp của Hoàng đảo Ngọc Đài Loan. Yeah! Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục hôm nay mình đi đâu thế phát sóng vào mỗi thứ sáu hàng tuần và mình là thu trang hello xin chào tất cả mọi người mình là phương thảo Tuần này các bạn đã sẵn sàng cho một trải nghiệm mới chưa nè? Ồ, nghe có vẻ là Thảo có một trải nghiệm muốn chia sẻ với các bạn thính giả trong tập hôm nay đúng không? À, không có gì đâu, em đang đợi chị chia sẻ nè. Ừ, mở đầu từng là Thảo định chia sẻ gì cơ mà. À, vì hôm nay là Trung Thu đó, chị Trang quên rồi hả? Mà Trung Thu á, thì làm em nhớ tới một hoạt động Trung Thu tổ chức dưới đài Trung đó. Không phải là hôm đó chị có đi xuống tham gia sao? Ừm, vậy thì hôm nay mình chia sẻ về chuyến đi đó nhé. Ừm, để chị nghĩ xem là bắt đầu từ đâu nào. Uhm, hay là bắt đầu từ nơi tổ chức đi, em cũng chưa xuống đại trung nhiều đâu. À vậy ok, vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ về quảng trường đông nam á nhé, nơi mà tổ chức hoạt động trung thu này và đặc biệt đây là hoạt động trung thu do hiệp hội tân di dân đài loan tổ chức. Ối gì hả? Không phải chỉ có người việt nam mà còn có cả người nước khác tới nữa hả chị? Thật ra thì trung thu thì không phải là nước nào cũng có. Theo ban tổ chức ấy chủ yếu thì vẫn là hoạt động trải nghiệm làm đèn lồng dành cho tân di dân và người việt nam tại đài loan. Nhưng mà cả chương trình thì vẫn có các tiết mục văn nghệ và những đại diện tân di dân của các nước khác lên chia sẻ nữa. À, thì ra là thế. Ê, vậy là đó là lý do mà người ta chọn tổ chức tại quảng trường đó hả chị? Thật ra thì chọn ở đâu thì phải do ban tổ chức và phải xem là có mượn được không nữa cơ. Chứ à. ý nghĩa thì đúng là uh, vì nơi đó có rất nhiều người của các nước Đông Nam Á tập trung tại đó đó. Ừ, nhưng cũng may là người ta mượn được rồi ha cho nên hoạt động lại càng ý nghĩa hơn. Vậy nên mới có nội dung của chúng ta ngày hôm nay nè Là cùng tìm hiểu về quảng trường Đông Nam Á Song song với việc là chia sẻ trải nghiệm về hoạt động trung thu lần này nha ừ. Em có nhớ tuần trước trong chương mục pháp luật đời sống Thì cũng có chia sẻ qua một số những cái nội dung chính của hoạt động này á ừ. Nhưng mà lần này thì mình sẽ nói kỹ hơn về trải nghiệm nhé Nhưng mà ừ, trước ừm. tiên thì hãy đến với câu chuyện về quảng trường đặc biệt này đã nhá. Ừm, Ừ. Đúng là đặc biệt thật luôn á Tại vì em thấy quảng trường này á, phần lớn là người nước ngoài mà cảm giác như là nó được xây dựng ra để phục vụ riêng cho người nước ngoài tại đây vậy á. Nhất là những người đến từ các nước Đông Nam Á. Thảo đã nghe câu này bao giờ chưa? Ừ, uhm, uhm. người ta hay nói một câu là Quảng trường Đông Nam Á là thiên đường của lao động di trú. À, ngẫm lại thì cũng thấy đúng thì ha. Nhưng mà chắc là không phải quảng trường này xây dựng ra vì người nước ngoài đâu nhỉ. Ừ, uhm, nếu mà nói xây dựng ra thì mình phải nói là nó được xây dựng từ thời Nhật trị nhá. Nhưng mà mang một cái tên khác cơ. Đó là TI quảng trường. Ố có từ thời nhật trị á, wow vậy là khoảng thời gian vào những năm 1900 đúng không chị? Ừ ừ đúng rồi năm 1908 là bắt đầu xây dựng quảng trường này. thời ra mà nói thì nếu chị nghe là quảng trường mà chưa đi bao giờ á, thì em sẽ tưởng tượng nó là một nơi rất là rộng nè, rồi một không gian mở với diện tích lớn, nhưng mà quảng trường này thì chắc cũng không phải lớn lắm nhở? Ừ thế thì mình quay về lịch sử một chút nhá, chị không chắc thì nó có liên quan gì tới cái tên gọi không? Nhưng mà trước khi có cái tên là Tung Xía Quảng Trảng, tức là Quảng Trường Đông Nam Á, thì ở cái chỗ đó nó là một cái chợ bán lẻ, có từ năm 1978 mang tên là Ti i Sư Trảng. Nhưng mà tại sao chị lại không nói là năm 1978 là năm đầu tiên xây dựng quảng trường? Vì sau khi cái chợ bán lẻ này bị cháy á, thì chính quyền thành phố Đài Trung đã xây dựng kế hoạch cải tạo để biến thành Ti i Quảng Trảng. Còn thì đúng là trước cái tòa nhà thì có một cái quảng trường nho nhỏ đó. Chị nghĩ là do định nghĩa của tiếng Trung mà thôi. Ừ, chắc là vậy nhờ vì cái quảng trường đó hơi nhỏ nhưng đúng là về tổng thể kiến trúc đó, thì cái quảng trường này bao gồm một tòa nhà lớn một khoảng không gian rộng đằng trước tòa nhà để có thể tổ chức các hoạt động văn nghệ tuyên truyền và đây cũng là một khu thương mại phức hợp với các dịch vụ từ chăm sóc làm đẹp cho đến giải trí mua sắm ẩm thực đặc biệt là với những cái hàng quán mang đậm văn hóa việt nam đồng thời thì đây cũng là đại vạn doanh của các đoàn thể hỗ trợ cho lao động nước ngoài đúng vậy và vì quảng trường đông nam á còn nằm gần ga xe lửa đài trung nữa nên rất là thuận tiện cho việc di chuyển và giao thương buôn bán ừ, em thấy nó có chút giống giống với cái bể trơ ta thiên á đại sảnh lớn của ga xe lửa đài bắc á chị ừ ha nó có chút giống giống nhỉ ừ, vì nằm đúng ở cái ga xe lửa đúng không lại là nơi có nhiều người qua lại này là nút thắt giao thông của cả đài bắc nữa ừ, em còn thấy nó giống một chỗ nữa đó chính là ở thảo duyễn á em nhớ là phía sau ga xe lửa thảo duyễn là ở cái khu đó toàn là người việt luôn á nhưng mà em thấy hình như là ngoài quảng trường đó ra và một vài con đường vinh cảnh á, thì đài trung vẫn không thể nào đông đúc như ở đài bắc được đúng không chị? chị đoán thì một phần là đài bắc là trái tim của cả đài loan rồi nên chắc chắn là phải đông rồi hai là từ những cái sự kiện cháy nổ liên tiếp xảy ra ở đài trung á khoảng năm 1995 ý. vì thế mà sau năm 2000 sự phát triển của thành phố đài trung đã dịch chuyển dần về phía tây kéo theo là lượng người cũng thưa thớt dần đi. Ừ, chính vì thế mà người dân lao động nước ngoài càng tụ tập ở quảng trường này đúng không chị? Ừ, có thể nói là vì do dân đài người ta đã di rời đi xa hơn mà nên là cái khu vực này giống như kiểu địa bàn của dân lao động nước ngoài và di dân mới á thì ừ. ngoài cái quảng trường đó ra nhá chắc là em còn thấy là có các con đường bên cạnh có rất nhiều hàng quán của người dân Đông Nam Á mở ra này hình như là có một cả một cái dãy đường là của toàn đồ Việt Nam, một dãy thì toàn đồ Indo á Ờ, à, đúng rồi Vậy thì từ bao giờ có cái tên Tông Sẻ Quảng trường như bây giờ vậy chị? Thì từ năm 2010 thì nó được gọi là quảng trường mua sắm ẩm thực Đông Nam Á. Tên tiếng Trung là Tung Nán Nhà Cầu U Mẩy Sứ Quáng Trạng. Mãi tới năm 2016 thì mới đổi thành Tung Xía Quáng Trạng. Ừ. Em đang tò mò về các sự kiện cháy nổ ở Đài Trung á. Điều gì khiến người Đài Loan có thể di tản ra xa nhờ? Chắc hẳn là có một vụ cháy nghiêm trọng. Mặc dù là em biết chuyện này thì thi thoảng xảy ra ở một số nơi mà không chỉ ở Đài Loan đâu. Nhiều nước đều có, ví dụ như là ở Việt Nam nè, cũng có nhiều vụ cháy rất là lớn hay như là vụ cháy gần đây nhất ở Bình Đông á. Ừ, em nói tới vụ cháy công xưởng ở Bình Đông hôm 22 tháng 9 đúng không? Ừ. ừ. ở Việt Nam thì cũng có vụ cháy chung cư ở Hà Nội và con số thương vong thì cũng không hề nhỏ á. Ừ, giờ gần đây có nhiều vụ cháy nghiêm trọng quá nhờ. Thấy tội cho những nạn nhân trong vụ cháy ghê. Hy vọng là những ai may mắn còn sống thì sẽ sớm ngày vượt qua được nỗi đau với người thân. Ừ, nói chung là chị thấy thì cháy nổ không phải gần đây mới có nhưng mà đúng là gần đây cái con số thương vong rất là nhiều và cái sự kiện cháy nổ ở đài trung ấy nó còn liên quan tới một câu chuyện tâm linh nữa cơ ừ, chuyện tâm linh nữa hả nghe hấp dẫn quá nhà ừ, cái này là có người ghi lại nhá chứ không phải chị bịa ra đâu. <laughs> Ồ vậy chị kể đi có thế lực huyền bí gì chăng? Ừ, thế thì bây giờ mình phải nói đến cái vụ cháy trước đã đây là một vụ cháy thì nó có tên tiếng trung là ở Kang khổ chai chán chừ tức là một cái thảm kịch cháy nổ vào năm 1995 thì địa điểm lúc đó là tại một cái nhà hàng có tên là ở Kang Thinh tức là một nhà hàng kiểu tây và cái thảm kịch này diễn ra bắt đầu từ 7 giờ tối ngày 15 tháng 2 năm 1995 bên cạnh cái nhà hàng đó thì vốn dĩ là nơi đỗ xe và có cái không gian để phòng cháy chữa cháy á nhưng mà sau này thì người ta đã đổi thành là cái chỗ dành cho ktv đây cũng chính là cái nguyên nhân để tạo ra cái vụ thảm kịch này. Ồ, à, là do không có chỗ thoát thân vào phòng cháy khi xảy ra cháy phải không chị? Vậy là lửa bén từ đâu nhờ? Thì lúc đó nhá do cái dây dẫn ga ở bếp ga tại cái quầy ba bị dò dỉ khí ga. Nhưng mà lúc đó thì nhân viên thì không có ở khu vực quầy ba nên thành ra là lúc mà có người phát hiện ra đám cháy thì đám cháy nó đã quá lớn rồi. Ồ, à, vậy thì sau đó thì sao? Họ không có bình chữa cháy hay sao? Kết quả đám cháy thì em cũng biết rồi đấy. Ờ, ban đầu thì họ cũng có dùng bình chữa cháy nhưng vì lửa lan quá rộng, từ tầng trên lan xuống, cháy xuống tầng dưới, cháy ừ. luôn cái chiếc ô tô ở dưới tầng làm nó phát nổ và cả tầng 1 lửa cháy rất là nhanh. Và điều không ở đến là mặc dù cứ tưởng khách đã chạy ra ngoài hết nhưng thực tế thì vẫn Ồ. có người mắc lại. Ừ, em nghĩ là với cái đám cháy như vậy thì chắc hẳn là tổng số thương vong lớn lắm phải không chị? Ừ, có 64 người thiệt mạng trong vụ cháy đấy. Ồ. Ừ, và nó đã trở thành cái vụ cháy trong lịch sử Đài Loan có số người thiệt mạng nhiều nhất với một cái kiến trúc Tức là một cái tòa nhà đó ừ. Mà có phải chính vì thế mà nó có ảnh hưởng tới quảng trùng Đông Nam Má không? Ờ thì cái đoạn tâm linh giờ mới tới đây này, Ồ, ờ, vậy thì nó liên quan gì tới đám cháy? Ừ, thì cái chỗ trước đây là vốn dĩ là cái nhà hàng mà bị cháy đó ừ. Thì sau đám cháy thì nó được cải tạo thành cái xưởng kim khí và bãi đỗ xe Và cái trên lầu 2 thì có thờ Đệ Tạng Vương Bồ Tát này Huyền Thiên Thượng Đế và Thần Tài Triệu Công Minh có điều thì có người nói là họ đã nhìn thấy ở cái khu vực đấy có cái gì đó rất là kỳ kỳ có gì đó kỳ kỳ ma hay sao chị người ta nói là ở chỗ đó vào ban đêm dù không có người nhưng vẫn nghe thấy tiếng kim loại trong tiệm va vào nhau hoặc là mặc dù trong tiệm đã mở điều hòa nhưng mà không hiểu sao nhiệt độ nó cứ tăng dần như kiểu là có lửa cháy á à, nghe kinh dị vậy mà có khi nào là do người ta sợ quá rồi kể lại vậy không chắc cũng có thể là do đồn đại nhưng mà nó dẫn đến một cái câu chuyện truyền thuyết như thế này. Đó là câu chuyện về thuyền vong linh. Thuyền vong linh á? Ê, tại sao là thuyền vong linh? Ừ, thì mình lại quay trở lại về đám cháy năm 1995 nhá. Ồ. Thì khi mà lửa vẫn còn đang cháy á, thì có người dân, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền đang lơ lửng trên không trung, ngay trên cái đám cháy đó. Và trên chiếc thuyền đó thì chở rất nhiều các vong linh, vong hồn. Và theo truyền thuyết dân gian thì chiếc thuyền đó phải chở đủ linh hồn của 100 người thì mới rời đi. Ừm, có thật không vậy chị? Mà có ai xác minh không? Sao nghe trong phim kinh dị vậy á? <laughs> Mấy chuyện này thì ai xác minh được. Đấy, nhưng mà nghe nói thì nó không chỉ có ở đám cháy đó đâu, mà chiếc thuyền này nó còn xuất hiện ở những chỗ khác nữa. Hả? Không phải là đám cháy ở chợ Tông Sẻ Quảng Thàng chứ? Ừ, sao mà em biết? <laughs> thì chị bảo chuyện tâm linh có liên quan tới cái quảng trường này mà. Ừm, nghe nói là cái quảng trường này trước đó là nơi học sinh người ta tụ tập nhá, rất là nhiều, có rất nhiều thương nhân nữa là cái nơi rất là nhộn nhịp nhưng mà bây giờ thì người không còn đông như trước nữa và các cửa tiệm cũng vơi dần đi ừ. ủa mà em thấy vẫn đông đó mà không lẽ trước đây còn đông hơn nữa hả mà tại sao người thưa đi nhờ hay là chắc vì cái thuyền vong linh hay sao chị ừ thì do vụ cháy năm 1978 đó còn có người kêu là thang máy trong tòa nhà đó là một nơi mà dẫn tới một thế giới khác ừ. mà có phải chiếc thuyền này liên quan tới các vụ cháy không ta chị kể nãy giờ hai vụ mà toàn là vụ cháy không à Chị không chắc nhưng mà người ta luôn nhắc tới các vụ cháy lại liên quan đến cái thuyền vong linh. Nghe nói thì có hai vụ cháy xảy ra ở Đài Trung, con số người mất cũng gần 100 người, nên sau đó không còn thấy chiếc thuyền đó nữa. Ừ, nghe ghê rợn quá vậy. Tự nhiên làm em sợ không muốn tới mấy chỗ đó luôn á. Ừ, nhưng mà thật ra mà nói thì uh, đám cháy hay là vụ cháy nổ thì không phải bây giờ mới có đúng không? Ừ. Thì không biết là những cái vụ cháy gần đây ở ví dụ ở Việt Nam Nghe nói con số thương vong cũng rất là lớn Không biết có ai nhìn thấy chiếc thuyền không nhỉ? Chưa nghe ai kể <laughs> Chắc không ai có khả năng nhìn thấy được chiếc thuyền Thôi kể thêm cho vui thôi chứ thật ra uh, Chị thấy thì cần đi thì vẫn phải đi mà đúng không? Hay là thôi bây giờ mình kể sang một chuyện khác nhá Mà chị cứ nghĩ là Thảo thích kể chuyện ma cơ mà ừ, Thì đúng là em thích nghe chuyện ma Nhưng mà chuyện mà nghe thật quá thì cũng sợ chứ bộ Vậy thì em thấy quảng trường Đông Nam Á này như thế nào? Ừ, nghe chị kể thì em thấy nó cũng không có lớn như em nghĩ mà chắc do những tòa nhà này xây dựng từ lâu bên trong cũng hơi cũ xíu và trần nhà thấp và các quầy hàng sang sát nhau nói chung là cũng thấy không có gì đặc biệt cho lắm. Ừ, thì trước đây nó đã từng là chợ rồi là nơi tụ tập của học sinh này ừ. rồi giờ là nơi của người lao động nước ngoài tụ tập nhưng mà vì nó đã từng là chợ nên chị nghĩ là nó cũng không được sạch sẽ cho lắm ấy ừ. và nó đã từng bị người ta gọi là cái chợ bẩn nhất hòn đảo này. hả vậy hả mà chắc là vì mô hình chợ có rau thịt có cá cho nên không sạch sẽ đúng không mà giờ là tòa nhà trung tâm thương mại thì chắc là cũng khác hơn rồi nhở ừ chị cũng nghĩ thế vì nó đổi mô hình kinh doanh nên là ừ. cũng khác hơn Phạm thấy cũng rất là nhiều người đi đến đó để review đồ ăn á thì có thể là bây giờ người ta đã chuyển cái sự chú ý vào khu vực khác khu vực phấn trả ừ. nên là cái khu vực tung xíu quán trảng nơi tụ tập của lao động di trú đúng không ừ em cũng có đầu được thông tin là Nó là sau khi mà xảy ra vụ cháy này á với lại câu chuyện về con thuyền vong linh á cho nên là có nhiều người không muốn tới cái quảng trường này nữa với lại là người ta nghĩ ở đó rất là nhiều người đông nam á, á cho nên là họ cảm thấy rất là xô bồ cho nên họ không dám đi một mình á thực ra thì không tránh được đâu ở đâu thì cũng có vong linh thôi <laughs> tại vì vụ cháy thì nó không phải chỉ có một chỗ nhưng chỉ là bởi vì cái vụ cháy đấy nó xảy ra và có quá nhiều người chết ừ. nên thành ra người ta sợ hãi thôi À mà hình như là cái vụ cháy năm 1995 thì nó cũng cách hơi hơi xa so với cái quảng trường Đông Nam Á này mà nhưng mà chắc là bởi vì người ta cũng đã nghe đồn là ừ. có người nhìn thấy cái thuyền vong linh uh, đi qua đi lại ở cái khu vực quảng trường đông nam á ừ. nên người ta sợ hãi đó đúng rồi đó ừ ngoài ra thì chị thấy là có một cái đặc điểm đi cùng với cái chợ này đó là người ta từng nói là có xuất hiện các bang phái lưu manh xã hội đen á ừ ghê vậy hiện giờ quảng trường đó còn không chị chị nghĩ là chắc là không hoặc là người ta phải ẩn mình chứ à. còn cái lúc mà người ta kể câu chuyện này thì nó cũng từ lâu rồi cái thời nhập chị cơ ừ, ừ mà em nghe nói là ở quanh đó có rất là nhiều quán ăn việt nam đúng không chị ừ chính xác thật ra thì cái lần đầu tiên mà chị đi xuống dưới đấy á chị cũng hơi rén bởi vì xung quanh có rất là nhiều người ừ nên là thành ra tự nhiên chị có một cái phản xạ là chị sẽ đeo túi ra đằng trước mặc dù nhiều người như thế nhưng đương nhiên thì trong đấy có cả người việt người indo và rất nhiều nước khác nó là phản xạ của mình thôi tại vì người cứ đi san sát vào nhau á à. nhưng mà phát hiện ra khi mà mình đã vào cái quán ăn rồi Ừ. Quán ăn Việt Nam thì mình thấy là ừm Hình như mình đang quay trở về quê hương của mình ấy ừ. Đi vào thì cả cái quán đấy toàn người Việt ừ. Thế mọi người ăn uống nói chuyện rồi gọi đồ đều dùng bằng tiếng Việt Thì không có cảm giác gì là đang ở nước ngoài nữa Mà cảm thấy ừ. như đang ở Việt Nam Mà chị phát hiện ra là Hình như chị cũng chẳng có nhu cầu để đi vào cái tòa nhà Tung xíu quán chẳng để mua cái gì cả Chỉ vào đấy tham quan thôi Chị thích đi ra cái dãy phố đồ ăn Việt Nam á em cũng có thể hiểu được cảm giác của chị Trang Tại vì cũng có một vài lần em đi xuống Thảo Duyển Và em cảm giác là giống như là mình về tới Sài Gòn vậy đó Toàn là bói Việt Nam xuống dưới toàn là người Việt luôn Mà em nghe nói là đồ ăn ở đó ngon hơn trên đài Bắc đúng không chị? Hương vị thì giống với khẩu vị của người Việt Nam mình hơn á ừ, Chị thấy thì nó nhiều quán hơn Tức là cả hai bên dãy phố sát 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 tất cả các quán Việt Nam này Cũng có một số món ngon hơn cũng có những cái món mà ở trên này Bắc ít có, ví dụ như là bún chả Hà Nội này, hay là món bánh cuốn này. À mà chắc là ở dưới đó chắc cũng rẻ hơn ở trên đây nhở? mà em chưa được ăn ở dưới đó bao giờ luôn. thực ra thì chị thấy là đi đài Bắc xuống đài Trung cũng không quá xa đâu, có hai tiếng xe lửa thôi hoặc là một tiếng tàu cao tốc là tới, nên ừ. là em hãy tranh thủ xuống đi vì một ngày cũng có thể đi được má. Ừ, ừ. vậy thì hôm đó chị còn thấy gì nữa không? Ờ, ngoài ra thì chị có thấy là đối diện cái quảng trường Đông Nam Á nó còn có một cái con kênh, nghe nói con kênh này cũng rất là nổi tiếng á. Oh. Nhưng mà khi mà ra đó thì chị thấy có rất nhiều người lao động Đông Nam Á ra đó ngồi Chủ yếu là toàn người Indo á ừ. Cũng không biết tại sao là toàn người Indo ngồi đấy nữa <laughs> Và nó cũng giống như một cái công viên nhỏ giữa lòng thành phố Mọi người ra đó là nghỉ ngơi này, nói chuyện, ăn uống Ừ, mà ở dưới đó nóng hơn trên Đài Bắc đúng không chị? Ừ. Em thấy là có con kênh đó hết thì nó sẽ cân bằng được cảnh quan sinh thái hơn á Ừ, công nhận ở dưới Đài Trung thì nóng hơn trên Đài Bắc Mà hôm đó thì không phải là lễ hội gì của thành phố cả mà cuối tuần đông người nên thành ra là chị thấy cũng không có gì đặc biệt ấy nhưng mà chị lên mạng tra thì chị chỉ thấy là người ta có trang trí đèn theo chủ đề hoặc uh, theo mùa lễ hội cũng khá là đẹp nhá. Ừ. mà như là vẫn còn một trải nghiệm nữa mà chị trang chưa kể nè. ừ nhỏ nói mãi mà quên mất. Ừ, chúng ta còn có một cái trải nghiệm làm đèn lồng trung thu nha. và đây chính là lý do chính mà để chị xuống đài trung một lần nữa và quan sát kỹ hơn quảng trường đông nam á đó. À, vậy là trước đó chị xuống đài Chung nhiều lần rồi hả? Ừ đúng rồi, đi xuống lần này lần thứ ba. Wow. Nhưng mà mấy lần trước chỉ là đi ngang qua cái quảng trường này thôi, rồi là ghé vào quán Việt để ăn á. Mà em thấy chương trình này hay thật á, giúp cho người Việt xa quê như chúng ta có thể cảm nhận được hương vị quê hương trên xứ đài nè. Em cũng muốn đi lắm nhưng tiếc là hôm đó có việc cho nên là không có đi được. Mà chương trình hôm đó có lớn không chị? Ừ, đây là một cái hoạt động do Hội Tân Di dân của Đài Loan tổ chức và mình thì phải đăng ký vì số lượng có hạn. Đăng ký rồi thì sẽ có quà cho những bạn tham gia nè. Và quan trọng nhất là mỗi người sẽ có một bộ đồ nghề để làm đèn lồng. Wow, thích thế nhờ. Ê, vậy thì mình phải đăng ký từ sớm mới nhận được vé là lồng đèn rồi nhờ. Ê, nhưng mà nếu mình không có đăng ký được nữa thì mình có đến xem thôi được không? Thì nó tổ chức ở ngoài mà nên là muốn xem như nào cũng được thôi. Mọi người ở trong cái quảng trường đó cứ đi ra đi vào mọi người đều đứng xem á. Ừ. Họ không phải tổ chức trong phòng nên là mình muốn xem thế nào cũng được, rời đi lúc nào cũng được Chỉ là nếu em không đăng ký thì em sẽ không có quà và không có cái bộ để làm đèn lồng thôi ừ. Mà em nghĩ là chương trình ngày hôm đó cũng dài hả chị? Chương trình thì bắt đầu từ khoảng 1 giờ 30 chiều, còn có chương trình văn nghệ đến từ một số quốc gia Đông Nam Á nữa Rồi là có cả phần kể chuyện thuyết minh của ban tổ chức về hoạt động này ở gần sân gấu thì còn có một cái bản bày rất là nhiều đồ chơi dân gian của Việt Nam như là mặt nạ tễu này, tò he này, rồi chuồn chuồn tre này. Ôi, lâu lắm rồi không được thấy mấy thứ đó, cảm giác tuổi thơ ùa về á. Nhớ ngày xưa mỗi lần tới Tết Trung Thu á, là trường đều tổ chức văn nghệ nè, rồi chơi trò chơi nhân gian, thi làm lồng đèn. Mà em cũng thích tự làm lồng đèn lắm luôn á, mà không năm nào có giải hết. <laughs> Chị thấy có rất là nhiều người người ta đem con tới chơi nhá. Ờ, chắc chắn là vì mình ừ. muốn con mình có một cái Tết Trung Thu quê nhà như ba bạn nhỏ khác. Dù có thể tụi trẻ con chắc là nó cũng không biết nhiều về cái ngành này đâu ừ. Em thấy là có rất nhiều con của di dân mới á là từ nhỏ đã sinh ra lớn lên ở Đài Loan rồi Có thể là không có những trải nghiệm không khí náo nhiệt như Tết Trung Thu ở Việt Nam á Ở Việt Nam thì Tết Trung Thu chủ yếu là dành cho trẻ nhỏ mà Nên các hoạt động ở Việt Nam chủ yếu là hướng tới các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em Còn ở Đài Loan thì lại khác Nên em thấy là dắt các bé đến đây á thì cũng giúp các bé hiểu hơn về văn hóa Việt Nam nè mà em đoán chắc là các bé cũng bất ngờ vì sao ở Trung Thu Việt Nam lại làm lồng đèn á. Mà em thấy nhiều người Đài Loan á, họ cũng không biết đến cái hoạt động làm lồng đèn vào Tết Trung Thu ở Việt Nam đâu. Ừ. Mà tại sao chị Trang muốn tham gia hoạt động này vậy? Một phần là chị thấy thì được tự tay làm đèn lồng thì cũng thế là thú vị á. Nếu mà chỉ xuống nghe ca nhạc không thì chắc ở đâu cũng có. Nhưng xuống tự tay làm thì thấy hay ho hơn mà không phải là ở đâu cũng tổ chức. Ngoài ra thì tranh thủ đi xa một xíu, xem ở những thành phố khác họ tổ chức những chương trình như thế này thì không khí ra sao ờ à, vậy thì chị thấy sao em thấy ở trên đài bắc cũng có nhiều hoạt động giống vậy mà ừ hoạt động hôm đó khá là vui á mà dù thì tổ chức ngay ở quảng trường nơi có nhiều người qua lại có thể sẽ thu hút nhưng mà cũng có thể sẽ bị loãng chương trình nhưng mà cái phần trải nghiệm làm đèn á khiến mọi người đều rất thích thú cảm giác như là ở trên đài bắc thì sẽ không vui được như thế đâu chị thấy là trên đài bắc á, có nhiều hội nhóm quá thành ra là chị cũng ngại tham gia Ờ, với em thấy là với lại ban đầu mình còn là sinh viên á cũng mất cơ hội tham gia các hội nhóm của dân mới hay là chị tham gia hội nhóm sinh viên đi chị cơ bản là cũng không có thời gian Chứ thời đại học thì cũng tham gia suốt đây này mà giờ tốt nghiệp rồi đi làm thì lại còn bận hơn rảnh thì chỉ đi ngủ thôi <laughs> nhưng mà cũng vì công việc mà chị trang có nhiều động lực cũng như có nhiều cơ hội đi những hoạt động như thế này nè giúp cho chương trình của tụi mình có nội dung phong phú hơn ừ, mà kể thảo nghe nhá làm đèn lồng không dễ đâu chị ngồi mày mò mãi mấy tiếng đồng hồ á Đáng lẽ là sau khi làm xong thì ban tổ chức sẽ cho mọi người đi rước đèn quanh cái khu đó. Mà vì hôm đó làm xong thì trời đã bắt đầu tối rồi. ố ổn nhờ? Mà em thấy rước đèn thì trời tối đi mới vui chứ. Mà lồng đèn người ta chỉ phát cho mình nẹp tre, giấy màu rồi hồi dán. Còn lại là mình tự làm hết luôn hả chị? Ừ, đương nhiên rồi. Người ta phát cho mình một cái bọc thì mình phải tự làm đó. Thì đấy mới chính là cái công việc của mình là phải tự trải nghiệm làm đèn lồng từ A đến Z nha. Ừ, làm em nhớ đến hồi nhỏ hay xích lồng đèn chạy vòng vòng với mấy chị gần nhà ghê. Mà hôm khác có hoạt động làm đồ thủ công như này á, thì chị Trang nhớ rủ em nha. Nhớ nha, hôm đấy mà không đi thì đừng kêu, tại sao chị không rủ. <laughs> Hèn chi mà em thấy mọi người mang về ba cái lồng đèn ông sao đẹp ghê. Thực ra thì mỗi người chỉ có một phần thôi, nhưng mà đi xin ban tổ chức đấy, tại vì là họ thừa đó, thừa thành phẩm, nên là hỏi xem là ai muốn mang về không. Mà chị Trang tham gia hoạt động đó rồi mình có được ăn bánh trung thu Việt Nam không? Không làm gì có bánh trung thu, chỉ xuống trải nghiệm đèn lồng thôi ừ. Hôm đấy thì không có ăn bánh trung thu mà mọi người sẽ có trải nghiệm làm đèn lồng Ngoài ra thì ban tổ chức có phát cho mọi người, mỗi người một cái gói bánh À, vậy nói chung là cái hoạt động làm lồng đèn là hoạt động trải nghiệm cuối cùng trong cái chương trình ngày hôm đó đúng không chị? Đáng nghĩa ra là mình sẽ được đi rước lồng đèn là hoạt động cuối cùng Nhưng mà vì không rước được nên cái hoạt động cuối cùng là hoạt động trải nghiệm làm đèn lồng ui mà quên kể cho Thảo nghe chuyện này Ủa, có gì hết vậy chị? Ồ, oh, chị quên mất là khi mà chị uh, đi tham quan cái tòa nhà trung tâm đó Thì ở trên cái tầng 3 hay là tầng mấy đó, chị cũng không nhớ lắm Thì có mấy cái hàng nhà ăn Việt nhá. Xong lúc đó thì chị đi lang thang thì chị thấy Có một cái nhà hàng người ta đang tổ chức đám cưới Mà đám cưới của người Việt nha Ủa, vui vậy <laughs> Ủa, mà sao chị đang biết đó là đám cưới của người Việt? Lỡ đám cưới người khác là sao? Thì thứ nhất là đấy là một quán ăn Việt ừ. Thứ hai là bật nhạc Việt mà Chính xác <laughs> Thứ ba là còn có tiếng yo-yo cốc nữa. <laughs> thì đương nhiên là đám cưới Việt Nam rồi Không còn nghi ngờ gì nữa <laughs> Còn chị chị không chắc là chú rể và cô dâu thì có ai trong đấy là người đài không Nhưng chị nghĩ cả hai là người Việt à. Với cả tụ chị cũng chỉ lén lén xem từ xa ấy Cũng không dám đến gần quá không người ta lại tưởng mình Nhưng mà chị cứ quay phim lại không? À có quay phim đấy nên chắc chắn là trong video ngày hôm nay sẽ có nha Ôi thích nhờ, <laughs> háo hức <ước> quá <laughs> Kể ra thì quảng trường này đúng là thiên đường của người lao động thật nha ở Đài Trung thì có ti quan trọng, còn ở Đài Bắc thì có thảo duyễn nè. Nhưng mà em vẫn muốn xuống Đài Trung thử xem là có thật là đồ ăn ở đó ngon hơn trên Đài Bắc hay không? Chị không dám khẳng định 100%, vì chị nghĩ là nó có thể tùy do quán và tùy do món. Việc tùy cảm nhận của mỗi người nữa, khẩu vị nữa. Thế nhưng mà thôi lần sau đi với chị xuống ăn đồ ăn Việt đi, chẳng mấy khi. Mà chị thấy Đài Trung thì còn nhiều chỗ để đi lắm á. Ừ. Lần tới thì mình sẽ đi thêm chỗ khác chơi nè chị xuống Đài Trung 3 lần rồi cơ mà. Ờ vậy thì hôm đó ngoài món Việt ra thì chị thấy ở đó còn món gì đặc sắc không? Chị chỉ ăn món Việt thôi. Cả bữa trưa lẫn bữa tối nên chị không ăn món khác. Còn Đài Trung mà lần trước chị đi á là chị ăn hoàn toàn là kiểu Đài Loan thì chị thấy là đồ ăn mặn thì không có gì đặc biệt. Ừ. nhưng mà đồ ngọt ở Đài Trung rất là ngon, các loại bánh ngọt rất, rất 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 ngon. À em nhớ là chị Trang có mời mọi người ăn một cái bánh kem trăm lớp ngàn lớp gì đó ờ thật ra cái bánh kem đó là mua ở tiệm bánh thôi và họ chỉ là bán bánh mang đi chứ họ không có chỗ để ngồi có thời gian đi xuống dưới đấy lòng vòng vòng á thì bạn có thể đến những cái quán cà phê tại à, đài trung thì quán cà phê thì chắc chắn nó sẽ vừa có cà phê vừa bánh rồi ừ. quên còn một điểm nữa là có rất nhiều tiệm bán bánh trung thu trứng muối Ồ. của đài loan ở dưới đài trung cũng rất là hot ờ có nha em thấy là có người đi từ hôm trước ngủ ở lại đó chờ sáng hôm sau cửa tiệm mở thì mới mua Đúng được rồi. bánh á Người Đài Bắc phải xuống dưới tận đấy để mua mang về Để ừ. thấy nó hot như thế nào Đúng là Đài Trung có nhiều nơi thú vị thật luôn á Mà chị Trang xuống đó nhiều lần thì chắc cũng là xuống đó phỏng vấn không chị? Toàn đi chơi mà vậy á Có cái hoạt động thì mình tranh thủ mình xuống thôi à, Phỏng vấn thì cũng chưa phỏng vấn được ai cả Nhưng mà mình đã đem được cái trải nghiệm này về cho các bạn đó Ừ Ok vậy lần sau em sẽ đi xuống đó thử xem Và chương một ngày hôm nay của chúng ta thì cũng đã đến lúc tạm dừng rồi và nhân dịp Tết Trung Thu thì chúng mình xin chúc các bạn có một mùa Trung Thu vui vẻ ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nha nhớ ăn thịt nướng nha các bạn <laughs> xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau ừ. bye bye <laughs> 难免会受伤。弯弯小路上，蒲公英在歌唱，星星照亮在起风的地方。乘着微风，飘向未知远方。幸福也许漫长，难过的时候。